khai trương shop blog Fruit thuyền trưởng song soi với vô vàn ưu đãi 10k với 75 lookbook, cơ hội sở hữu app Max Level chỉ với 15k, danh mục V4 full gear siêu hot thiếu nữa là một tự chọn đa dạng nick VIP Pro. Bên cạnh đó thì còn có app game liên quân và app Free Fire, link dưới phần mô tả nhá. Đây là 10 bằng chứng cho việc Luffy là thiên tài chiến đấu số 1 One Piece. Sau khi chiến thắng hàng chục hàng trăm trận chiến lớn nhỏ và bước lên ngôi vị tứ hoàng, chúng ta vẫn thường hay nói đùa với nhau rằng đó là vì Luffy là con đẻ Oda nên lúc nào cũng được ông phù hộ độ trì, thậm chí may mắn còn nằm ở level max đấy. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại thôi, nếu là main mà chỉ dựa vào may mắn thì có lẽ Monkey D. Luffy đã không được yêu thích như hiện giờ rồi. Thay vào đó thì cậu cần phải nỗ lực không ngừng nghỉ và đặc biệt là một bản chất thiên tài trong chiến đấu giống như Naruto, Goku hay là những main khác. Nếu anh em vẫn chưa tin Kulu là một thiên tài thì hãy cùng Sam Soi đi tìm hiểu nó ngay ở video ngày hôm nay nha. Ấn một like và get go ngay thôi nào. Khả năng chịu đau siêu phàm. Đối với Sam Soi, yếu tố quan trọng nhất trong các trận chiến đó là mức độ trâu bò và khả năng chịu đau. Giống như huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali đã từng nói rằng nếu có khả năng tấn công mạnh hơn đối thủ, bạn tỷ lệ cao sẽ thắng. Nhưng nếu có sức phòng thủ tốt hơn đối thủ, bạn chắc chắn sẽ thắng. Và Luffy chính là một thanh niên như vậy đấy. Trong rất nhiều trận chiến cam go, số sát thương mà Kulu gây ra cho đối thủ thấp hơn rất nhiều so với sát thương nhận vào nhưng vẫn giành chiến thắng nhờ vào khả năng chịu đau siêu cấp vô địch vũ trụ hay còn gọi nôm na là vua lì đòn đấy. Điển hình nhất là trận solo với Katakuri. Tuy nhiên khả năng này cũng không phải tự nhiên mà có đâu anh em ạ. Đó là vì từ nhỏ Luffy đã không sợ bố con thằng nào và bị thương nhiều như cơm bữa đấy. Còn như soái ca Katakuri, từ trước đến nay luôn dùng haki quan sát để né nên ít khi bị thương, dẫn đến sức chịu đựng thì không bằng. Hợp lý thôi đúng không nào? Ý chí sắt đá. Đi kèm với khả năng chịu đau phải kể ngay đến ý chí sắt đá, thứ làm nên tên tuổi của rất nhiều thành viên tộc đi. Cụ thể thì ý chí ở đây sẽ đồng nghĩa với việc không bao giờ chịu khuất phục dù đối thủ có mạnh hơn mình một cách áp đảo ra sao đi chăng nữa. Và cũng nhờ tinh thần không chịu thua ấy, cơn đau sẽ biến thành động lực chứ cũng không phải là rào cản nhá. Vậy anh em biết đâu là phân cảnh đỉnh cao nhất thể hiện ý chí của Luffy hay không? Với mình ấy, đó là trận chiến với Robluxy. Từ một thằng bị ao trình, cậu đã dần dần đuổi kịp và cuối cùng đó là chiến thắng luôn con báo này. Đáng nói là Luffy khi ấy đã vượt quá giới hạn bản thân, thậm chí là sử dụng hết 200% công lực theo đúng nghĩa đen nhá. Ngoài ra ở những trận chiến khác, ý chí kiên cường của cậu cũng luôn luôn được giữ, dù đối thủ là đô đốc hay tứ hoàng. Chỉ duy nhất có 3 lần chúng ta thấy Kulu mất đi kim chỉ nam. Lần đầu tiên khi mà tận mắt chứng kiến đồng đội lần lượt bị thổi bay tại Sabaody. Lần 2 là trong trận chiến thượng đỉnh khi mà chứng kiến cái chết của A. Lần thứ 3 là khi Nami đấm vào mồm. Và anh em cứ nhìn kỹ đi là sẽ thấy, ở những lần mất đi ý chí ấy, Kulu trở nên cực kỳ yếu. Yếu một cách thảm hại giống như là bị sốc 99% sức mạnh vậy ấy. Thế mới nói việc cậu giữ được nó ở trong xuyên suốt hàng trăm trận chiến khó khăn và xứng đáng gọi cậu là thiên tài. Đầu óc nhạy bén ở trong chiến đấu. Nếu như IQ trung bình của người thường nằm ở mức 85 thì IQ của Luffy có lẽ là 58, thậm chí là 5,8. Cậu tỏ ra vô cùng ngáo trong mọi tình huống của cuộc sống nhá. Tuy nhiên khi mà bước vào chiến đấu thì đột nhiên IQ sẽ tăng lên là 580. Còn nếu gặp đối thủ mạnh ấy thì tăng lên vô hạn mẹ luôn. Và cứ lấy Crocodile ra làm ví dụ nhá. Thanh niên này đã từng là siêu tân binh của giới hải tặc tại Tân Thế Giới và cũng là thất vũ hải hùng mạnh với trái ác quỷ Logia. Thế mà lại thua sấp mặt ở trong tay một thằng nhóc mới nhú từ biển Đông. Đó chẳng phải là do Luffy đã đủ thông minh để khắc chế điểm yếu từ Tsunade hay sao anh em? Và sau đó nữa nha, Enel, khi mà nhận ra khứa này có khả năng nhìn trước chuyển động, Luffy đã biến bản thân trở nên ngáo ngáo ngơ ngơ đầu quả bơ để chống lại. Đó thì cũng là một trong những phân cảnh đầu tiên có người khắc chế được haki quan sát. Dám bảo ngày thường Luffy cũng thông minh như vậy, có khi Vegapunk đã tìm được đệ tử rồi anh em ạ. Biết khai thác điểm yếu của kẻ địch và điểm mạnh của bản thân. Dù được gọi là chiến đấu bản năng, nhưng mà có lẽ anh em cũng không để ý một cái điều rằng là từ trong vô thức kệ Kulu đã có khả năng khai thác điểm yếu của đối thủ và phát huy điểm mạnh của bản thân rồi. Cứ lấy trận chiến với Doflamingo ra là ví dụ nha. Điểm mạnh của Luffy đó là chiến đấu tầm gần bằng sức mạnh và uy lực của Gear 4. Trong khi đó Joker lại thích chiến đấu tầm xa nhờ vào đụng độ với Ito Ito. Vì vậy mà trong xuyên suốt đoạn đầu của trận chiến ấy,
hắn luôn để Luffy ra đòn trước, sau đó thì bỏ chạy. Đến một khoảng nào đó đủ xa sẽ quay trở lại tấn công cơ thể cao su đang thu hồi của Luffy. Nhận thấy được bất lợi ấy, ngay lập tức Mennyata đã tạo ra đòn tấn công Kuvarin với đặc điểm là cánh tay sẽ dài ra tối đa để có thể đuổi theo đối thủ chứ cũng không thu lại như bình thường nhá. Cái kết là đã áp đảo và khiến Luffy xem tí nữa là đái ra quần rồi. Hay là trong trận chiến với Cracker cũng thế nha. Sau khi nhận ra bản thân thua về cả Haki lẫn trái ác quỷ, Kulu đã dùng thứ mà mình giỏi nhất để chiến đấu. Và đúng rồi, đấy thì chính là ăn canh các bạn. Nhờ vào việc ăn không ngừng nghỉ những con hình nhân bánh quy, Luffy không chỉ khiến Cracker trở nên trầm cảm mà còn vô tình kích hoạt luôn hình dạng tanh men vô cùng bá đạo. Chứ nếu đánh bình thường thì khi ấy có lẽ Luffy đã liệm ở trong tư lệnh ngọt nhà Big Mom luôn rồi. Rút kinh nghiệm sau mỗi trận chiến, Zoro đã từng nói một cái câu rất hay rằng nhá, nếu mạnh lên trong trận chiến mà sau đó không làm chủ được sức mạnh ấy thì cũng vô nghĩa. Chẳng biết vì tâm đầu ý hợp hay vì chơi BD với nhau, nhưng Luffy cũng có một tư tưởng y hệt như vậy. Sau mỗi trận chiến, cậu đều rút kinh nghiệm và mạnh lên rất nhiều. Hẳn anh em thì vẫn còn nhớ tại Water 7 khi mà chứng kiến những thành viên của CP9 dùng lục thức để phô trương sức mạnh, với nào là Soru này, Tekkai này, Kenpo này, Shigan này, vân vân và mây mây. Kulu đã vô cùng bất ngờ và cậu ngay lập tức thất bại, thậm chí là bị out trình ở lần giao chiến. Tuy nhiên sau đó chỉ vài ngày tại Enidobi thôi, Luffy đã rút kinh nghiệm, không những học lỏm được Soru rồi nâng cấp thành Gear Shaken mà còn nhìn ra cách đánh với từng chiêu ở trong lục thức. Ví dụ như là dồn toàn lực vào một điểm trên cơ thể kẻ mà dùng Tekkai, nắm chân những kẻ dùng Kenpo và chỉ bất ngờ trước thức thứ 7 quá mạnh mẽ và ảo ma của Luxin mà thôi nhá. Không dừng lại ở đó, sau trận chiến tại đại sảnh công lý thì Kulu tiếp tục thu thêm những kiến thức nâng cao hơn nữa của lục thức. Đến khi thấy mà Kobe dùng Soru định lướt về phía sau lưng ấy, thì cậu đã có thể túm lấy thanh niên vô cùng dễ dàng như anh em chúng ta nắm đầu một con gà vậy. Ngoài CP9, trong tất cả các cuộc đối đầu của mình thì không ít thì nhiều, Kulu cũng đều rút được kinh nghiệm. Đương nhiên sau khi mà rút xong thì sẽ mạnh lên chứ cũng không hề là giống trường hợp như là sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết đâu anh em nha. Nói đi cũng phải nói lại thôi, dù đã đối đầu với đủ loại thành phần trên đời nhưng nhìn chung ấy, Kulu vẫn là một thằng nhóc chỉ mới ra khơi hơn 2 năm. Vì thế mà thỉnh thoảng cậu vẫn mắc lừa ở trong chiến đấu bởi các lão làng như là Kaido, Big Mom. À mà thôi không sao, ông bà ta cũng có câu là thất bại là mẹ đập con, à nhập, thất bại là mẹ thành công và anh em. Học kỹ năng mới siêu nhanh. Trong 2 năm time skip được huấn luyện bởi Jay Lee, dù đã từng gặp rất nhiều thiên tài trong chiến đấu nhưng mà nhìn vào tốc độ phát triển của Luffy, Minh Vương cũng phải thốt lên một cách đầy bất ngờ rằng Amazing, good job em. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, cậu đã thành thạo sử dụng cả 3 dạng Haki ở mức cơ bản, làm chủ trái ác quỷ với hình dạng Vipor và tất cả các kỹ thuật khác thì cũng vô cùng bá đạo nha. Và chưa dừng lại ở đó đâu, tại đảo bánh sau khi mà chứng kiến Katakuri dùng Haki quan sát cấp cao nhìn thấu tương lai, Luffy đã học theo và chỉ trong vòng đâu đó khoảng 10 chiêu ấy, cậu đã làm chủ được nó rồi. Trong khi chính Katakuri thì cũng phải mất cả chục năm luyện tập mới đạt đến trình độ này đấy anh em ạ. Sau đó khi mà bước đến Wano, nhận thấy những tay to mặt lớn nơi đây đều dùng một loại Haki vũ trang VIP slip gì đó mà mình cũng chưa được nghe đến bao giờ ấy, Kulu lập tức tầm sư học đạo và chỉ trong một tuần thôi, cậu đã có thể làm chủ được nó trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của sư phụ Hyogoro. Và trên tất cả rồi, nếu anh em chưa biết thì toàn bộ những nhân vật bá đạo nhất bộ truyện từ trước đến nay ấy, như là Roger, này, Gap hay là các tứ hoàng đều phải tốn hàng chục năm cuộc đời để có thể sử dụng được Haki Bá Vương cấp cao. Nhưng Kulu chỉ cần vỏn vẹn nửa ngày sau khi được đích thân thầy Kaido truyền dạy bằng cách tẩm quất. Bạn thân của thằng bên là đầu tảo Zoro thì cũng làm được điều đó nha. Trong 2 năm luyện tập chẳng biết được Perona chăm sóc kiểu gì mà Zoro có thể sử dụng Haosuke cấp cao trong vô thức, bắp vào kiếm rồi chém đối thủ luôn. Mấy ông già thời đại trước mà biết việc này chắc là lắc đầu ngao ngán mà thốt lên rằng quả là tuổi trẻ tài lanh, anh nhập, tuổi trẻ tài cao anh em ạ. Sáng tạo. Bản chất của năng lực Nika mạnh yếu phụ thuộc vào trí tưởng tượng của chủ sở hữu. Và thật trùng hợp làm sao khi mà từ những hành trình đầu tiên ấy, Kulu nhà ta đã có trí tưởng tượng cực kỳ đỉnh chóp rồi. Chỉ với một năng lực cao su tưởng chừng như là rất cùi mía, nhưng với tác dụng duy nhất đó là kéo dài tay chân. Nhưng mà không nha, Luffy đã tìm ra Gear Dragon, Gear Third và đỉnh cao đó là Gear 4. Thử hỏi nếu là một người thường thì làm sao mà nghĩ đến được những thứ ấy được đúng không nào? Và không dừng lại ở Gear nha, Luffy còn cho ra đời hàng trăm chiêu thức và biến thể để phù hợp với mọi trận chiến.
Một trong số đó cực kỳ đặc thù, ví dụ như là Balloon để khắc chế sát thương vật lý này, Red Hap để tăng cường uy lực nhờ man sát với không khí, Kuvarin để đuổi theo đối thủ, vân vân. Để biết được sự sáng tạo ấy khủng khiếp ra sao, anh em cũng có thể so số chiêu thức của Luffy với tất cả những nhân vật khác nha. Chắc chắn phải nhiều hơn gấp 10 đến vài chục lần đấy. Đến cả bác Oda có khi còn chẳng nhớ nổi, chứ đừng nói gì đối thủ của Luffy nha. Vậy còn anh em thì sao nhỉ? Mọi người có nhớ được bao nhiêu kỹ thuật mà Luffy đã sáng tạo không? Hãy cùng comment bên dưới xem là ai kể được nhiều hơn nhá. Không có rào cản và bằng chứng cuối cùng cho việc Luffy là thiên tài số 1 ở trong chiến đấu One Piece, vượt qua cả chùm cày chay Zoro, chính là việc cậu chiến đấu không hề có rào cản. Cụ thể thì rào cản ở đây đó là đạo lý làm người, kiếm đạo, tư tưởng, tính cách, nói chung là bất cứ thứ gì vướng vào tay, vướng vào chân ở trong chiến đấu ấy. Ví dụ như là Zoro chẳng hạn nhá, anh từ chối tấn công một đối thủ không có khả năng đáp trả, không đánh từ sau lưng, không đánh khi mà đối thủ gặp bất lợi, vân vân. Nhưng Luffy thì khác, dù là đàn bà đang có thai, đàn ông đang cho con bú, trẻ em, người già gì, đấm hết. Thậm chí dù có đánh vào chỗ hiểm, đánh lén hay bất kỳ một cách đê hèn nào, cậu cũng không chần chừ nha. Chả biết anh em xem đó là điểm sáng hay điểm tối, nhưng mà riêng Ramsoy thì rất thích điều này. Đánh nhau là để giành chiến thắng chứ đâu phải là để người khác ca tụng là chơi đẹp đâu, đúng không nào? Và rồi đó thì cũng là 8 bằng chứng cho việc Luffy là thiên tài chiến đấu số 1 ở server One Piece đấy. Nếu anh em còn tìm ra thêm được những yếu tố nào nữa mà quên comment bên dưới thì hãy comment để chúng ta sẽ cùng nhau đàm đạo nha. Bây giờ cùng nhau đến với góc comment thôi. Đầu tiên là bạn Phước Thắng: em cũng nghĩ như anh, Kid còn quá yếu nhưng tiền thưởng quá cao. Trước thăm Skip thì Kid có truy nã cao ấy, là nhờ việc đi phá hoại khắp nơi này. Tuy nhiên sức mạnh thì có vẻ là cũng cao hơn Luffy, nhưng sau Wano thì thực sự là không xứng với con số 3 tỷ bạn ạ, quá là thọt luôn. Bạn Khôi Đẹp Trai: anh dự đoán tiền truy nã của băng Zoan đi. Ok, cảm ơn bạn yêu cầu nhá. Samsoy sẽ lên một video sớm nhất có thể luôn. Một bạn giấu tên thì comment rằng là ví dụ Moria hoán đổi bóng của A và Dâu Trắng thì có phải A và Dâu Trắng sở hữu hai năng lực không anh? Mình nghĩ nha, là cái năng lực trái ác quỷ nó sẽ đi theo linh hồn, nên linh hồn nằm ở đâu thì năng lực sẽ theo đó bạn nha. Cuối cùng, nếu anh em thấy video ngày hôm nay hay ho, nhớ để lại một like cho Samsoy và một đăng ký kênh để có thể làm động lực trước khi mà rời đi nha. Và cũng xin các bạn hãy cùng comment ý kiến hoặc bất kỳ một câu hỏi nào bên dưới để mình có thể bế anh em lên TV. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!